sư Tùng MTP, I'm from Việt Nam. Sĩ và Tùng là một người có sức ảnh hưởng tới với cộng đồng. Thế cho nên là Tùng luôn mong muốn rằng Tùng có thể truyền được cảm hứng từ chính bản thân Tùng, từ chính những dự án của Tùng, từ chính những hành động của Tùng đến với tất cả các bạn trẻ, đến với tất cả các khán giả của Tùng. Cảm ơn rất nhiều. Ngày như bao ngày, nhưng mà hôm nay sẽ khác biệt hơn một chút xíu. Ngày của Nguyễn Thanh Tùn. Happy birthday to me! Scream! Woo! Quay đi, hết đây. Quán đi ngủ của tôi. Đừng quan tâm nó làm chi. Turn on the music. Con gái đang ngày đêm mở đường. Chính ngày đây, trước đi. Chạy ngay đi, trước khi lo mà thu qua từng cơn. Ôi, cho mặt, ôi, cho mặt. À, không có phát cuối à? Làm mình bị hố. Rồi ok, một cái khúc sảng khoái hơn nữa các bạn. Oh, 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 oh. Bật bếp lên này, bật bếp lên này. Thì chúng ta sẽ ăn gì đây? Ngon. Trứng. Đồ nghề này đủ hết chưa? Giờ trầm ngâm những nỗi xót xa trong lòng. Ôi,
vẫn như mãi mong rằng thiên thần ấy. Ok. Tràn đầy tình yêu thương. Phòng nguyên nhân chết rồi. Chết rồi. Ra đến cái khâu gọi là vô cùng nguy hiểm. Ê. Khó quá nhỉ. Chết rồi. Không được. Cố lên. You can do it. Đây. 10 điểm nó rất lượng không? Hơi vỡ một tí nhưng mà không sao. Nói chung là đã rất cố gắng. Chúng ta cho thêm một cái điểm gọi là điểm cố gắng. Đây rồi. Mày đọc tin nhắn quá. Rồi. Rồi trước khi mà chúng ta ăn món ăn này thì ok. Mẹ mình mà nhìn thế này mẹ sẽ rất vui và hạnh phúc. Và tiến về Sài Gòn. Không ai không thể tuyệt vời hơn cho Nguyễn Thanh Tùng. What a beautiful day. Mai có tin nhắn luôn. Chúc mừng sinh nhật anh Tùng. Cuộc đời giá thế mà ngày nào cũng như là ngày mùng 5 tháng 7 này thì có phải tuyệt vời không? Mình nên gọi cho những người vô cùng đặc biệt của tôi. Nhìn mẹ xinh ấy. Ngày sinh nhật của con mà sao nhìn mẹ xinh hơn của con vậy? Ôi, bố này dâu. Nhưng mà tại sao bố quyết định để dâu vậy? Bây giờ ngày mùng 5 tháng 7 đấy. Ngày sinh nhật của Nguyễn Thanh Tùng đấy. Thì bây giờ cô Phạm Thanh Bình muốn chúc Nguyễn Thanh Tùng cái gì không? Ôi dồi ôi, so sweet. Bố chúc con mạnh khỏe nhé, thêm một tuổi mới mạnh khỏe. Luôn luôn phát huy cái năng lực của con sẵn có. Luôn luôn là ca sĩ rất là nổi tiếng. Đúng à? Cái đấy phải cố gắng nhiều đó. Rồi, ông Hoàng đâu rồi? Tóc hơi gọn gàng đấy, hôm nay đẹp trai đấy. Hôm nay đẹp trai đấy. Rồi. Chúc đi, nhanh lên. Luôn luôn nổi tiếng. Đúng rồi. Luôn luôn giữ sức khỏe. Đúng. Luôn luôn yêu thương gia đình. Anh thành công trong cuộc sống. Gì luôn nữa? Luôn thành công trong nhiều lĩnh vực hơn nữa. Con đang ăn sáng. Con tự nấu ăn mà. Bố mẹ nhìn này. Thấy chưa? Tỉnh chưa? Món trứng tráng giỏi chưa?
bánh mì chanh điệu nhá. Đúng rồi, rất là ngon. Thấy chưa, giỏi chưa? Tổ chức cái gì không? Mà một ngày đặc biệt như ngày hôm nay thì con nghĩ rằng con sẽ làm một điều vô cùng đặc biệt. Thực ra là con vẫn chưa biết cụ thể là con muốn làm gì cả. Nhưng mà con muốn làm một cái điều gì đấy không phải cho Sơn Tùng MCP nữa, mà năm nay là phải là cho con của bố mẹ, cho anh của cu Hoàng, cho Nguyễn Thành Tùng. Đấy, cu Hoàng hiểu anh nhất thôi. Đúng rồi, lên. À, tuyệt vời. Rồi, chúc mừng sinh nhật Nguyễn Thanh Tùng. Hey. Cái gì cho ngày hôm nay ta? Món yêu thích của tôi, bột đỏ. Đó là bột đỏ. Cái này sẽ cần một đôi giày màu đỏ đen luôn. Ôi dồi ôi, xin chào ông. Lên đường đi. Hoàng không cần phải mua cái gì mắc quá tặng tôi đâu nhá, mua cái vừa phải được thôi. My driver, hôm nay sẽ là một ngày vô cùng excited, rất là hào hứng. Lâu lắm rồi tôi không đi ra ngoài đường mà không đeo khẩu trang đấy ông Hoàng. Hôm nay sẽ vô cùng đẹp xuất hiện ngoài đường với tư cách là Nguyễn Thanh Tùng, không phải Sơn Tùng MCP nữa. Hôm nay tự dưng thấy đường đẹp rạng ngời không ạ? Đẹp một cách lạ lùng ấy. Ngày của mình thấy cái gì cũng đẹp hết trơn. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay sinh nhật của tôi. Người về đây với ấy. Oh, it's me. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Ông Hoàng ơi, cái con đường này là cái con đường mà tôi mua cái xe đầu tiên trong cuộc đời của tôi luôn ấy. Xe máy ấy, xe Lambretta này á. Đi qua đâu cũng thấy kỷ niệm hết trơn. Vèo cái ở đây 5 năm rồi. Xin chào mọi người. À, cho mình một ly xe đạp đi. Muốn rất nhiều. Cho mình một ít chân châu đi cũng được. Ok. À vậy. Bao nhiêu? Mấy có đủ tiền đấy không ta? 7.000 á? Không có rồi. Ôi, cảm ơn rất nhiều.
sếp. Hai em đi đâu ấy? Hẹn gặp lại nhá. Bye bye. Chào cô. À, vậy à? Chắc tôi đã giấc mơ. À, con muốn mua quyển này bác ơi. Quyển này bao nhiêu tiền ạ? Bớt con 8 hàng lẻ đi, tính con 8 chục. Wow, hôm nay con được bớt luôn. Hạnh phúc ghê ta. Cuộc đời con chưa biết sửa là cái gì luôn đấy. Là tất cả những ngày là con được thừa hưởng từ bố mẹ con thôi. Vâng, con là người bác. Vâng, cho con này rửa tiền đấy. Vâng, vâng, cảm ơn. Đây là lần đầu tiên mà con đi qua cung đường này luôn. Nó có thành lập cũng gần 2 năm rưỡi, 3 năm rồi. À. Tại con ở ngoài Hà Nội, con muốn vô đây. Đúng rồi đấy. À. Con là gì, ca sĩ không? Không, con là người bình thường hả? Con tưởng cô là ca sĩ. Con là người bình thường. Đây là người mà con thích. Thế cho nên là con muốn mua quyển sách này cho anh ấy. Quá trời. Không biết là con có đẹp trai bằng thần tượng con không? Đây là thần tượng con đó. Con cảm ơn cô bây giờ nhá. Vâng ạ. Ok. Ok. Hả? Ok, bye bye. Đây nha. 2, 6, 6, 6, 1. Cho anh chú vớ được không? Happy birthday, yeah! Ok, cảm ơn mọi người nhiều. Hẹn gặp lại nhá. Bye bye. Cảm ơn rất nhiều nhá. Bye bye. Mà bây giờ là một phần vô cùng bất ngờ. Tùng đã dành thời gian để mà research. Thì cái người này á, rất là thích Sơn Tùng NTP. Thì bây giờ sẽ tạo một cái món quà bất ngờ cho bạn trong ngày đặc biệt của mình. Let's go, let's go. Nhân vật đặc biệt ngày hôm nay. Dạ, happy birthday anh. Ngồi đi. Đừng nói gì nhiều. Đừng quan tâm. Hôm nay câu chuyện chỉ có chúng ta thôi, giữa chúng ta thôi. Bà biết hôm nay ngày gì không? Hôm nay sinh nhật Tùng. Đúng rồi. Và hôm nay thì Tùng muốn dành cái ngày này không phải là cho Sơn Tùng NTP mà cho Nguyễn Thành Tùng. Thế cho nên là Tùng rất là muốn gặp một người nào đó vô cùng đặc biệt vào ngày hôm nay. Chắc là một ngày đặc biệt này thì mình nên nhận một cái lời chúc gì đó từ người đối diện mình rồi. Và Tùng đã sẵn sàng để lắng nghe những lời chúc rồi. Ok, bắt đầu thôi. Người thật mình thật luôn ha. Ok. Sinh nhật 24 tuổi của Nguyễn Thanh Tùng. Chứ hoặc là Nguyễn Thanh Tùng, không phải là Sơn Tùng MTV. Một lời chúc của mình dành cho Tùng. Chúc Tùng một tuổi mới nhiều thành công hơn nữa. Luôn là một biểu tượng ca sĩ Việt Nam và niềm tự hào của tất cả mọi người. Cảm ơn rất nhiều. Tại vì hôm nay thì Tùng định đặt tên cho những cái hình ảnh này ấy. Đó là một tờ giấy nhật ký của Nguyễn Thanh Tùng vào ngày 5 tháng 7 năm 2018 mà thôi. Đó, và bạn là một người xuất hiện trong cuốn nhật ký này ngày hôm nay của Tùng. Một tấm hình lưu niệm vào ngày đặc biệt của Nguyễn Thanh Tùng. Hôm nay là sinh nhật đúng không ạ? Sinh nhật thì không thể nào cứ một hội mới. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
chân thành tới cho ban nhạc và tất cả những ai vừa hát bài này qua được. Thực ra thì ngày hôm nay Tùng muốn dành cái ngày 5 tháng 7 này không phải là cho sự Tùng NCT mà là dành cho Nguyễn Thanh Tùng. Và Tùng có thấy những sự thắc mắc từ tất cả mọi người trong fan club, từ tất cả những người thân của Tùng, tại sao hôm nay không làm gì cả. Nhưng mà Tùng muốn giấu cái điều này đi, tại vì Tùng muốn dành cái ngày đặc biệt này và năm 2018 này cho chính bản thân mình, làm những điều mà mình thực sự thích, được quay trở lại với chàng sinh viên Nguyễn Thanh Tùng của 5 năm trước đây. Mọi người sát nhau lại nhau, mọi người sát lại nhau luôn nhá. Đây sẽ là một trong những hình ảnh mà Tùng sẽ không bao giờ quên được vào ngày 5 tháng 7 năm 2018. Ok rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ Tùng phải đi cái lịch trình của Tùng đây. Mặc dù mình biết là gần như là 99%, kể cả mình cũng không hề biết là Tùng sẽ có mặt thực sự là một buổi ghi hình. Mình chỉ biết là ekip ghi hình thôi, nhưng mình không biết là Tùng sẽ có mặt đâu. Điều bất ngờ của người Sky. Let's go, keep going, keep going. Hey go. Cố lên Hoàng ơi, sắp được cái xem phim rồi. Cuộc đời chắc phải hơn một năm trời không biết đi xem phim gì luôn. À, xin chào. Cho mình mua một cái vé phim gì nhỉ? Vượt ngục cái gì đó. Ok. Xin mời. Cảm ơn. Đâu? Vào đây. Ai chủ cho các con? Nào đây. Ok. Đâu? Ai chủ cho con? Gọi anh là gọi được gọi chú nhá. Ok, cảm ơn. Giờ mình đi hướng nào xem phim? Hướng này đúng không? À, xin chào. My assumptions are telling me that there's no way that you let Luke go directly to the company order. Look, I need to get into the sanctuary. Yeah, and I'm your cook. Sweet drinks. Sinh nhật Nguyễn Thanh Tùng. Sky. Sau tiếng rưỡi đang hết ngày, mình chỉ mong em quen kéo dài, prolong forever. Mặt trời đang dần tối lại rồi. Alo, đang đâu rồi bạn ơi? À, thế cũng sắp tới nơi nhở, nhanh nhá, phóng hết ga nhá, tối nay là tối của anh em mình nhá. Lâu lắm rồi đấy nhanh nhá. Ok, bye. Happy birthday chưa? Happy birthday. Tổng lễ tập tại đồ gì? Tập đó. Nghỉ một năm rồi. Chỉ tất cả những thứ còn lại thôi, đang vớt vát. Được ngày nào hành đấy. Chúc sự nghiệp thì nói chung là nó thăng hoa quá rồi, thì muốn lúc nào nó cũng vậy. Xa hơn nữa thôi. Keep going thôi, keep flying thôi đúng không? Nhưng mà sức khỏe. Đúng rồi, quan trọng nhất là sức khỏe. Còn cuối nữa. Bây giờ mình chỉ nói một câu vài chữ thôi. Một câu mà vài chữ thôi. Luôn luôn làm được những điều mình thích và không bao giờ được quên người thân, anh em, bạn bè. Cũng 11 từ. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Ôi, Tùng nó biết mình sắp nghỉ làm. Bỏ lâu rồi. Còn mình, ơ sao cảm giác cái này nó cứ bay sang bên tôi ấy nhỉ? Cũng nghĩa đổi chỗ tôi tí không?
Em cứ bye bye nhá. Không phải đâu, anh em đi mà, sinh nhật mà. Cho hết vào luôn mà, cho hết vào thôi. Sao mình sang này lại sang này luôn nhỉ? Ngồi này lại sang. Cho cái áo này, cho cái áo này nó hút khói đó. Không lấy cũ thôi mà không nhận qua là nhận luôn đi. Ngon quá nhỉ? Thấy mùi vị chỗ này sao? Chuyên gọi về nhà ăn mà. Ăn sáng nhá. Thậm chí là ăn trưa ăn tối luôn. À ok 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 ok. Không. Nhai quá. Hai bác. Một cái tay thôi. Một, hai, ba. Ok, cảm ơn bạn nhiều nhá. Cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà sao người ta biết người mà nhờ ta? Lúc mà anh em mình đặt chân vào nhạc viện, cái mà anh em mình mong muốn là cái gì? Lúc ấy tôi hỏi thật, ước mơ của lúc ấy là gì? Trở thành một ca sĩ đúng không? Còn Thu cũng thế, tôi cũng vậy. Thì quyên nhóm một đứa được rồi, đứa thành công là được rồi. Âm nhạc nó có nhiều cách thành công mà. Bạn làm thầy giáo là bạn cũng thành công rồi. Tôi cũng thích bạn mà trở thành ca sĩ. Ông nói thật nhá. Hôm nay nói thật chân tình một câu này. Đây học tiếng Anh đúng không? Không. Sao? Rồi nói chân tình, nói đi, nói đi. Hôm nay thực sự rất vui. Thế cho nên là mong rằng tình cảm anh em mình này lúc nào nó cũng sẽ như này. Gọi em cũng nào có mặt à. Sau này tôi mà khó khăn đi thì mong rằng hai ông sẽ là người giúp đỡ tôi. Cuộc sống mà, đâu biết được điều gì sẽ xảy ra. Không thật. Nói chung là cái ly này ấy, cái ni này là để gọi là thể hiện một cái điều ấy mà thực sự muốn nói, nó là rất là thương và nhớ không đó, chân tình. Nói chung là okay. Khi nào nghĩ tới anh em mình cũng mỉm cười với nhau rồi, nghĩ tới những kỷ niệm chứ đúng không? Để mình vỗ tay cái nhở. Thu nó hay quá, câu cuối của Thu quá hay. Gì đấy? Công ty luôn. Cảm ơn rất nhiều. Ok. Ok mọi người đếm nhá. 1 2 3